chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu món đậu phụ sốt Tứ Xuyên. Nguyên liệu để nấu món này thì rất là dễ tìm kiếm ở các siêu thị và các chợ đều bán. Đó là bao gồm thịt băm, đậu phụ và cái gói gia vị để nấu. Gói gia vị này thì hiện tại mình đang giới thiệu với các bạn, đây là gói gia vị được bán tại các siêu thị của Nhật. Và nếu như mà các bạn muốn mua ở Việt Nam thì các bạn có thể đến siêu thị Aeon hoặc là các cửa hàng chuyên bán đồ Nhật. Còn nếu như bạn nào mà muốn nấu theo phong cách của Trung Quốc hoặc là của Đài Loan thì chúng ta sẽ có những cái gói gia vị khác. Đậu sẽ phải cắt nhỏ như này để cho nó vừa miếng thôi, bé như này thôi. Khi mà thịt băm đã săn lại thì chúng ta sẽ đổ đậu vào này. Cho khoảng 250ml nước vào này. Trong cái gói đậu phụ Tứ Xuyên này sẽ có một cái gói gia vị, ở trong đó có thịt băm và bao gồm tất cả các gia vị. Và một cái gói này là gói bột, này là giống như kiểu bột năng để tăng độ sền sệt cho món ăn. Thì trước hết là chúng ta sẽ cho cái gói này vào trước. Nên màu rất là đẹp. Trong thời gian chờ cái nước này sôi lên thì chúng ta sẽ pha bột này với một chút xíu nước để lát nữa chúng ta đổ vào. Trong quá trình nấu sôi thì sẽ có những cái bọt nó nổi lên thì chúng ta sẽ hớt bọt để nhìn món ăn nó được đẹp hơn nhé. Nước đã sôi lên như thế này thì chúng ta sẽ đổ cái bột mà lúc nãy chúng ta pha loãng với nước vào để tăng độ sánh cho món ăn. Chúng ta sẽ đổ từ từ, vừa đổ vừa quấy, vừa đổ vừa quấy. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành món đậu phụ sốt Tứ Xuyên rồi ạ. Và đây chính là thành phẩm.